Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc móc khóa hình chú vịt nhỏ xinh như thế này. Về phần nguyên liệu thì các bạn chuẩn bị cho mình len sợi. Len mình sử dụng là len miêu coton 50g, kim móc, kim khâu len, một cặp mắt thú 4mm, keo dán, móc khóa, một chút bông gòn. Chúng mình cũng bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ móc từ phần dưới, sau đó móc liền lên phần thân và móc lên phần đầu, sau đó móc rời chân và phần mỏ và khâu ráp lại với nhau. Đầu tiên thì các bạn lên cho mình 6 bính. Ở chân mũi thứ hai tính từ chân kim móc. Đây là mũi chân kim, đây là mũi thứ hai. Các bạn móc cho mình 4 mũi đơn và 4 chân mũi. 1 2 3 4. Ở chân mũi thứ 5 cũng là chân cuối của một phía, đó là chân mũi này. Các bạn móc cho mình 3 mũi đơn chung chân vào chân mũi cuối. 1 2 3. Như vậy là chúng ta đã móc xong một phía của bính. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào phía còn lại. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào đây. Các bạn móc cho mình 3 mũi đơn và 3 chân mũi tiếp theo. 1 2 3. Ở chân mũi cuối các bạn móc 2 mũi đơn chung chân. 1 2. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ nhất. Sang hàng thứ hai, ở chân mũi đầu tiên các bạn móc cho mình 2 mũi đơn. 1. Tiếp theo một mũi đơn chung vào cái chân đó. 2. Nếu mà sợ nhầm lẫn thì các bạn có thể dùng móc đánh dấu để đánh dấu cái mũi đầu tiên này lại. 3 mũi đơn và 3 chân mũi tiếp theo. 1 2 3. Ở 3 chân mũi tiếp theo, trên mỗi chân mũi các bạn móc cho mình 2 mũi đơn chung chân. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai chung chân. Ở chân tiếp theo 2 mũi đơn chung chân. Ở chân kế tiếp tiếp tục 2 mũi đơn chung chân. Ở 3 chân mũi tiếp theo các bạn móc cho mình 3 mũi đơn. 1 2 3. Ở 2 chân mũi cuối, trên mỗi chân mũi các bạn móc 2 mũi đơn chung chân. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ hai. Sang hàng thứ ba, các bạn móc một mũi đơn vào chân mũi đầu tiên. Ở chân mũi tiếp theo các bạn móc hai mũi đơn chung chân. Ở ba chân mũi tiếp theo các bạn móc cho mình 3 mũi đơn. 1 2 3. Ở chân mũi kế tiếp các bạn móc một mũi đơn. Chân mũi tiếp theo móc 2 mũi đơn chung chân. Chân mũi kế tiếp móc một mũi đơn. Tiếp tục 2 mũi đơn chung chân vào chân tiếp theo. Một mũi đơn vào chân kế tiếp. 2 mũi đơn chung chân vào chân tiếp theo. Ở 3 chân mũi kế tiếp móc 3 mũi đơn. 1 2 3. Tiếp tục một mũi đơn vào chân tiếp theo. Ở chân kế tiếp móc 2 mũi đơn chung chân. Một mũi đơn vào chân kế tiếp và 2 mũi đơn chung chân vào chân mũi cuối. Ở hàng thứ tư thì các bạn sẽ không tăng mũi mà chúng ta sẽ móc toàn bộ mũi đơn, tức là 24 mũi đơn. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ tư. Các bạn có thể thấy cái chân mũi đầu tiên của mỗi hàng là chính là cái chân mũi này. Đây là hàng đầu tiên, hàng thứ hai bắt đầu từ chân mũi này thì đây là sẽ xác định là chân mũi đầu tiên. Nếu các bạn sợ nhầm thì các bạn cứ lấy móc đánh dấu để đánh dấu cái mũi đầu tiên này lại. Sang hàng thứ 5, các bạn móc 6 mũi đơn vào 6 chân mũi đầu tiên. 1 2 3 4 5 6. Ở 12 chân mũi tiếp theo, các bạn móc cho mình 6 mũi giảm liên tiếp và mũi giảm mình sử dụng là mũi giảm tàng hình. Một. Hai. 3 4 5 6 và 6 mũi đơn vào 6 chân mũi cuối. 1 2 3 4 5 6. Sang hàng thứ 6, các bạn móc 6 mũi đơn vào 6 chân mũi đầu tiên. 1 2 3 4, 5, 6. Ở 6 chân mũi tiếp theo, các bạn móc cho mình 3 mũi giảm liên tiếp. Một, hai, ba, và 6 mũi đơn vào 6 chân mũi cuối. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ hàng thứ 7 đến hàng thứ 9 thì các bạn sẽ không tăng mũi mà chúng ta sẽ móc toàn bộ mũi đơn, tức là mỗi hàng 15 mũi đơn. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 9. Các bạn có thể đây là đường của chân mũi đầu tiên. Bây giờ các bạn dừng lại một chút để chúng ta tiến hành nhồi bông gòn cho cái phần thân phía dưới. Sang hàng thứ 10, các bạn sẽ móc 3 mũi đơn vào 3 chân mũi đầu tiên. 1, 2, 3. Ở chân mũi thứ 4 và thứ 5 các bạn sẽ tiến hành giảm mũi. 3. Các bạn sẽ lặp lại cụm 3XA thêm 2 lần nữa cho đến hết hàng. Tổng sau khi móc xong hàng thứ 10, chúng ta sẽ còn 12 mũi. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 10. Ở hàng thứ 11 đến hàng thứ 13, các bạn sẽ không tăng mũi, cũng không giảm mũi mà chúng ta sẽ móc toàn bộ mũi đơn, tức là mỗi hàng 12 mũi đơn. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 13. Như các bạn có thể thấy đây là đường của chân mũi đầu tiên. Bây giờ các bạn dừng lại một chút để chúng ta nhồi bông gòn. Ở hàng thứ 14 cũng là hàng cuối cùng, các bạn móc cho mình 6 mũi giảm liên tiếp. Các bạn móc 1 mũi rời vào chân mũi đầu tiên rồi kết thúc. Chừa ra một đoạn len để ráp rồi cắt sợi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng kim để khâu kín phần còn hở này lại. Như vậy là chúng ta đã móc xong phần thân. Bây giờ chúng ta sẽ móc đến phần mỏ và chân. Để móc phần mỏ thì các bạn tạo cho mình vòng tròn ma thuật. Sau đó móc 6 mũi đơn vào trong tâm vòng tròn ma thuật. 1 2 3 4 5 6. Sau khi móc xong 6 mũi đơn thì các bạn rút sợi lên để thu nhỏ tâm vòng tròn lại. Ở hàng thứ 2, các bạn sẽ không tăng mũi mà chúng ta sẽ móc toàn bộ mũi đơn, tức là 6 mũi đơn ở hàng thứ 2. Chúng ta sẽ giấu cái sợi len này theo cùng luôn. 1 2 3 4. Các bạn lộn nhẹ cái mặt phải nó ra bên ngoài như thế này. Năm, sáu. Sau đó móc một mũi rời vào chân mũi đầu tiên. Chừa ra một len dài để ráp rồi cắt sợi. Như vậy là chúng ta đã móc xong phần mỏ. Bây giờ chúng ta sẽ móc đến phần chân. Để móc chân các bạn tạo cho mình vòng tròn ma thuật. Sau đó móc 6 mũi đơn vào trong tâm vòng tròn ma thuật. 1 2 3 4 5 6. Sau khi móc xong 6 mũi đơn các bạn rút sợi len để thu nhỏ tâm vòng tròn lại. Để sợi len sát lại với kim, móc một mũi rời vào chân mũi đầu tiên. Sau đó lên một bính. Chừa ra một đoạn len dài để ráp rồi cắt sợi. Các bạn làm tương tự với chân thứ hai. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các bộ phận. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành ghép chúng lại với nhau. Thì như các bạn có thể thấy, cái phần mỏ này chúng ta sẽ gắn giữa hàng thứ hai và hàng thứ 5, tính từ trên đỉnh đầu xuống. Phần chân chúng ta sẽ gắn ở cái hàng đầu tiên như thế này, và sau đó là dán mắt ở hàng thứ 3, cách mỏ khoảng một chân mũi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong chú vịt nhỏ xinh như thế này. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp nhé.